Chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm gần chợ Hòa Bình ha, đường Bạch Vân, gần khách sạn Đông Kinh. Căn nhà này có kích thước ngang là 3m và chiều dài là gần 8m. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng mái che thang. Căn nhà này thì được đúc bê tông cốt thép, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Nhà có hướng chính là hướng Đông Nam. Căn nhà này chủ đang chiêu bán với mức giá là 5 tỷ 450 triệu. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Chủ nhà nói là giá kêu như vậy. Nhưng mà nếu người nào ưng ý thì trả giá chủ nhà sẽ bán giá tốt nhất cho người mua nha. Căn nhà này chủ xây để ở nhưng nay do cần tiền nên chủ bán, nên chủ chỉ đưa ra cái giá vậy thôi. Rồi nếu mà cô chú chị bạn nào thấy ưng ý thì trả giá chủ nhà sẽ bán cho giá tốt. Địa chỉ nhà mình là 93/137 đường Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng nhà là hướng Đông Nam ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review từ ngoài đường vô trong luôn cho cô chú chị bạn xem từ ngoài vào trong ha. Và đường này là đường Bạch Vân, đằng kia là chợ Hòa Bình ha. Đường này là đường Trần Tấn Khải, rẽ trái là ra khách sạn Đông Kinh và rẽ phải là ra ngoài đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Đi thẳng là đằng kia là chợ Hòa Bình ha, khu Nhiêu Tâm thì kinh doanh vàng Kim Hảo nha. Và ở đây là đường An Bình. Đó, mình rẽ phải rồi mình ra ngoài chỗ rạp hát Đống Đa hả cô chú anh chị. Ở căn nhà mình phía sau lưng đây thôi, vô chừng 30m là tới thôi. Đó, đây là chợ Hòa Bình hết cô chú anh chị. Đó, chợ Hòa Bình nha. Rồi mình vô nhà ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà đất Sài Thành ha. Thì khu vực này thì nhà cửa cũng xây cao ráo đẹp ha. Đó. Lộ giới hẻm giới rõ ràng ha. Đó, người ta xây cao tầng rất là nhiều luôn. Đó, khu vực này buôn bán tạp hóa, trà phô và buôn bán đồ ăn đồ cũng rất là nhiều ha. Hẻm thì ở đây là hẻm rộng ha, do người ta để xe nhiều thôi. Chứ hẻm đây rộng, ô tô có thể vô được trong nhà luôn á, tới gần tới nhà luôn á. Đầu đường có chỗ bán thịt ha. Hàng thịt, hàng rau, quả đồ đầy đủ hết nha. Ở đây cô chú vị bạn mua về mình có thể buôn bán nhỏ cũng được. Hẻm thì sạch sẽ, cao ráo, không ngập nước nha. Đó. Hẻm được làm rồi nè. Đó, nhà nào cũng làm cao hơn mặt hẻm chừng 2-3 tấc thôi. Đó, ở đây nè có ống cống ở giữa nè ha. Đường này đi thẳng thông vòng qua bên kia qua chợ luôn nha. Đó. Và hẻm phía trước nhà thì khoảng 4m đó cô chú anh chị. Đó. Căn kế căn góc ha. Đó, căn kế căn góc nha. Đó, mặt tiền ngoài nè. Đó, mặt tiền ngoài của nhà mình đây ha. 93/137 đường Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nha. Một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng và mái che thang nha cô chú anh chị. Hẻm thông ha. Cao ráo không ngập nước nha. Đó, hai lớp cửa bảo vệ bên ngoài với bên trong ha. Hẻm nè cô chú anh chị bạn nhìn ha. Lớp cửa ngoài là cửa lùa, bên trong cửa nhôm sinh pha, kính cường lực ở ngoài là dán đá cao lên đến lầu 2 luôn nha. Ở nhà chủ nhà tặng sẵn cho mình ba cái máy lạnh. Đó, giá cả là chủ nhà nói là còn thương lượng nha. Cô chú chị bạn nào ưng ý thì cứ đi xem nhà xong gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng đang ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là gần khu chợ Hòa Bình nha, khu chợ vàng Hòa Bình. Và Vũ Hồng đang ở trên con đường Bạch Vân ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà một trệt, một lửng, hai lầu và mái che thang. Nhà nằm ở đường Bạch Vân, địa chỉ nhà là 93/137 đường Bạch Vân.
phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là mặt tiền phía trước căn nhà. Hẻm phía trước nhà mình á là độ rộng là gần 4 mét đó cô chú anh chị. Đó, gần 4 mét nha. Và nhà mình thì cách mặt tiền đường Bạch Vân thì sát bên luôn. Để chú Hồng đi bước lại cho cô chú anh chị bạn xem ha. Cô chú anh chị bạn xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ chú Hồng ha. Rồi phía trước kia là đường Bạch Vân, mình rẽ phải rẽ trái là đều đi về ra chợ qua bên trung tâm hết ha. Cô chú anh chị bạn có nhu cầu tham quan căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở quận 5 thì hãy chia sẻ cho họ cái video này để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Về thông tin cơ bản của căn nhà này như sau. Chiều ngang nhà mình là 3m, chiều dài là gần 8m. Nhà được xây dựng một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng ha. Nhà đúc bê tông cốt thép, sổ hồng hoàn công năm 2023 luôn ha. Nhà mình có hướng chính là hướng đông nam và nhà nằm ở hẻm thông ha. Nhà này chủ nhà xây dựng để ở nhưng nay do cần tiền nên chủ bán. Mặt tiền phía trước nhà mình thì ốp đá hoa cương cao lên đến lầu 1 ha, lầu 2 luôn nha. Xin nhắc lại là nhà mình đã có giấy chủ quyền hồng và đã hoàn công rồi. Hiện tại hẻm cao ráo không ngập nước. Và chủ nhà làm cao, cái nền nhà cao hơn mặt hẻm là khoảng 2 tấc rưỡi đó cô chú anh chị. Nhà mình được bảo vệ bởi hai lớp cửa. Một là lớp cửa sắt lùa bên ngoài, bên trong là cửa nhôm chinh pha và kính cường lực ha. Căn nhà còn rất mới luôn. Mình mua nhà này về ở ngay luôn ha, không cần phải sửa chữa thêm gì đâu. Và đây là phía trước nhà mình đây ha. Chú Hồng cho cô chú chị bạn thấy cái độ rộng phía trước của hẻm nhà mình đây. Hẻm phía trước nhà hướng đông nam ha. Cách mặt tiền đường Bạch Vân thì chỉ khoảng chừng 30m thôi. Và gần chợ Hòa Bình, gần khu chợ vàng Như Tâm ha cô chú anh chị. Nhà mình có cái lửng nên là cái nhà nhìn cực kỳ thoáng luôn ha. Đó, toàn bộ nhà thì chủ sử dụng đèn led âm hết ha. Và tường nhà thì được dán cao lên 40 gạch ngang rồi ha. Bếp mở rồi cô chú anh chị. Ở nhà thì chủ nhà làm là đầy đủ full nội thất hết rồi, mình về mình ở ngay không cần phải thêm cái gì đâu. Đó. Chậu rửa này ha, bếp, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đầy đủ hết luôn ha. Ở dưới chợ này chủ nhà có làm một cái nhà vệ sinh. À, dưới đây có một cái nhà vệ sinh ha. Do nhà mình có cái lửng nên chủ nhà trang trí một cái bộ đèn chùm ha. Đó, một bộ đèn chùm phía trước rất là đẹp luôn nha. Và phía trước là có một cái khung, một cái ô cửa sổ gồm cửa sổ nhôm chinh pha bốn cánh lùa ha, để cho nhà mình nó sáng ha. Và khu vực này là khu vực CB tổng của nhà mình đây. Điện thì điện âm ở trên cái hộp đó là hộp gen luồng điện đó cô chú anh chị. Ở đây mình chỉ cần tháo những cái đất này ra là mình thay đổi cái kết cấu điện được nha cô chú anh chị. Và nhà vệ sinh thì chủ nhà nằm làm ở dưới cầu thang ha, dưới cầu thang ha. Cửa nhà vệ sinh bằng gỗ sơn trắng nha cô chú anh chị. Bồn cầu loại liền khói ha. Và thiết bị vệ sinh thì của inox nha. Nhà thì có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ha. Ở dưới đây thì chủ nhà có chừa sẵn gạch cho mình nè. Ở dưới đây có một cái kho chứa đồ. Ở dưới đây có một kho chứa đồ nhà chủ nhà để sẵn nước sơn với gạch còn lại để mình có thay thế gì đó mình làm nha. Mình làm cho hoàn hảo mình ở. Và ở dưới đây có một cái máy bơm tăng áp. Đây quý vị ngồi sen của nhà mình đây ha. Và ở đây là chỗ máy khăn, chủ nhà cũng làm sẵn cho mình hết rồi nha. Mình chỉ việc về mình sử dụng để mình ở thôi, mình không cần phải làm thêm gì hết á. À, dưới đây cũng có chỗ để đồ ha. Rồi mình nhìn lại không gian ở dưới trệt nhà mà là mình một lần rồi mình sẽ đi lên trên lầu ha. Đây là toàn bộ không gian ở dưới trệt nhà mình. Xin nhắc lại kích thước nhà mình là ngang 3m và chiều dài là gần 8m ha.
ngay chỗ cầu thang đi lên thì cũng được chủ ốp gạch cao lên ha. Khi mình đi lên thì mình có lỡ tay mình vịn vào thì nó cũng không có dơ tường nha cô chú anh chị. Đây có một cái quạt vừa đèn nha. Ở đây có đèn bắt ở dưới này nó sáng lên đó cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy giúp cho họ đăng ký kênh nha. Và nếu đăng ký kênh rồi thì mình trong quá trình xem, nếu như mà mình thấy ưng ý thì mình gọi cho chú Hồng để đi xem nhà. Còn nếu mà thấy bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cái video này cho họ ha, để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà nha. Cầu thang thì mặt đi bằng đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ và mặt bên bằng kính cường lực dày ha, 12 ly nha cô chú anh chị. Mặt đá mặt của cầu thang là bằng đá mambo ha. Ngay chỗ thảm chờ, ngay chỗ vị trí này thì chủ nhà cũng lót bằng đá hoa cương luôn nha cô chú anh chị. Đó, khu vực cầu thang đi lên nè, nhà đúc bê tông cốt thép ha, rất chắc chắn luôn. Căn nhà này chủ nhà xây để ở nhưng nay cần tìm nên chủ bán. Và cửa phòng là sử dụng cửa gỗ nha cô chú anh chị. Đây là không gian của cái tầng lửng nhà mình đây ha, tầng lửng nhà mình ha. Ngôi nhà tầng lửng thì được ốp sàn gỗ ha. Ở trên đây thì chủ nhà trang bị sẵn máy lạnh ha, tổng có 3 cái máy lạnh chủ nhà gắn sẵn hết cho mình rồi. Đó, đèn ha, rất sáng luôn ha. Căn nhà có một cái lửng thì mình nhìn ra nó rất là đẹp luôn. Ở đây cái quạt, cái đèn này là có cái quạt luôn nha cô chú chị. Cô chú chị bạn mình có thể mình sử dụng thành đây bát nè. Đó, cái này là bắt quạt luôn nha cô chú chị, thành cái quạt luôn ha. Đó, đây đây, chủ nhà là cẩn thận là đóng những cái móc treo đồ treo sẵn hết cho mình để nó không bị lạc nha cô chú anh chị. Đây là CV tổng của tầng lửng nhà mình đây. Mình nhìn lại không gian của tầng lửng nhà mình một lần ha. Ở phía ngoài này thì chủ nhà có làm một cái ô cửa sổ là 4 cánh nhôm sinh pha kính cường lực ha. Gian lửng này mình có thể làm phòng ở hoặc phòng tiếp khách cũng được ha. Chủ nhà gắn sẵn cho mình 3 tầng là 3 cái máy lạnh hết rồi ha. Máy lạnh mới Toshiba luôn nha. Ở đây thì sàn gỗ còn dư, chủ nhà còn để đây nè. Nếu bạn bè người thân của mình đang có nhu cầu tìm mua nhà thì mình hãy chia sẻ cái video này cho họ ha, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Đây khu vực từ ở dưới nè, từ dưới tầng trệt mình lên lửng. Cái lửng này làm rất cao ha, trần cao luôn nha, giống như cái lầu luôn á cô chú anh chị. Và cầu thang đi lên thì chủ nhà làm đi rất thoải mái, mặt trên thì đá hoa cương mà rất là cẩn thận luôn, bên trong cũng ốp đá hoa cương luôn ha. Nhà đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn luôn nha. Đây không gian của đây là không gian của lầu, đây là tầng 3, lầu này là lầu 1. Đây không gian của lầu 1 ha, tầng lửng lầu 1. Thì cái này mình có thể mình gọi là tầng 3 cũng được ha, tầng 3 ha. Đó, khu vực cầu thang mình mới vừa đi lên nè cô chú anh chị. Khu vực cầu thang mình mới vừa đi lên nè ha. Còn đây là cầu thang đi lên trên lầu 2 và tầng 4 ha. Xin nhắc lại là cửa nhà mình á, là chủ nhà làm bằng cửa gỗ nha cô chú anh chị. Cửa gỗ ha, bản lề thì làm rất khít luôn, rất dày luôn nè. Và trong phòng này thì chủ nhà làm sẵn cho mình một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này cũng giống như ở dưới trệt, từ trần nhà thì trần thì có gắn thêm một cái máy hút. Đó, máy hút để lấy không khí bên ngoài cho nó thông thoáng nhà vệ sinh ha. Tường nhà vệ sinh thì được dán cao lên đến trần luôn rồi. Đó, cô chú chị bạn thấy nhà mình là có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ha. Và đây là cái hệ thống vòi sen vòi xịt của mình đây. Hay ha, vòi sen vòi xịt của mình nè. Rất là hiện đại luôn nha. Đó, đây có vòi xịt đây nè. Đó, vòi tắm, vòi sen rồi đủ thứ hết ha. Rất ok luôn nha.
đầy kính. Thiết bị ở trong là sử dụng là inox 304 toàn bộ thôi cô chú anh chị. Chủ nhà rất là chi li nhé, rất là chăm chút cho ngôi nhà của mình. Do ngôi nhà này là xây để ở, nay chủ cần tiền, chủ để bán, chủ bán nên là cái nhà này thì nó xem như nó hoàn hảo hết rồi. Mình mua mình xách vali vô mình ở thôi, không phải cần thêm gắn thêm một cái thiết bị gì nữa hết. Cửa nhà vệ sinh thì sử dụng cửa nhôm chinh pha và kính cường lực mờ ha. Ở tầng này thì chủ nhà cũng gắn sẵn cho mình một cái máy lạnh ha, một cái máy lạnh hiệu Toshiba nha cô chú anh chị. Tổng cộng mình là mình có ba cái máy lạnh. Tầng này thì có một cái cửa sổ và một cái cửa đi ra ngoài ban công. Trần nhà thì được giật trần hồi giật hợp thạch cao ha, có đèn led âm trần ha, rất sáng rất đẹp luôn nha. Và sàn nhà thì cũng được ốp gỗ rồi ha. Đây cái ban công phía trước nhà mình đây. Chú Hồng xin nhắc lại căn nhà mình hướng chính là hướng đông nam nha cô chú anh chị. Hẻm phía trước nhà là hẻm gần ngay trước nhà là gần 4 mét ha. Cách mặt tiền đường Bạch Vân thì khoảng 30 mét. Đây mặt tiền phía ngoài nhà mình đây. Đứng từ lầu lầu 1 ha, lửng lên lầu 1 ha. Mỗi tầng là chủ nhà đều gắn sẵn cho mình là một cái máy lạnh hết rồi nha cô chú anh chị. Nhà này trong một cái trạng thái là hoàn hảo luôn ha, mua về ở ngay. Giá cả thì thương lượng trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị. Giá cả là thương lượng trực tiếp, cô chú anh chị bạn nào ưng ý thì mình đi gặp chủ nhà, xem nhà xong gặp chủ nhà để thương lượng giá cả ha. Ở đây thì cửa sổ làm cửa sổ lật đẩy nha. Nhôm chinh pha và kính cường lực ha. Đối diện với nhà mình thì cũng một căn nhà lầu cao tầng ha. Mỗi tầng là chủ nhà đều gắn riêng cái hệ thống cái CB riêng hết ha. Ở dưới trệt và ở trên đây. Ở phía sau nhà mình cao hơn nhà người khác nên chủ nhà có làm một cái lam ốp xuống để lấy cái ánh sáng lấy gió từ phía sau cô chú anh chị. Rồi đây là khu vực cầu thang ha, cầu thang đi lên trên nha. Cầu thang tay vịn gỗ mặt đi bằng đá hoa cương ốp bên trong luôn ha, được mài rất là cẩn thận, đá mambo ha, rất chắc chắn nha cô chú anh chị. Bạn đang theo dõi phòng review căn nhà ở gần chợ Hòa Bình, đường Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Là giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Chủ nhà kêu bán nhưng mà chủ nhà nói là ai thích thì cứ xem nhà xong ưng ý thì cứ gặp chủ nhà, chủ nhà sẽ thương lượng giá. Cô chú chị bạn giúp cho cô chú chị bạn dễ mua rất là dễ dàng ha. Xin nhắc lại cửa phòng là xài bằng cửa gỗ ha, và cửa nhà vệ sinh thì sử dụng là cửa nhôm chinh pha và kính cường lực nha. Và ở trên trần của nhà vệ sinh thì chủ nhà có gắn thêm cho mình một cái máy hút mùi ha. Toàn bộ là vòi sen vòi xịt là sử dụng loại xịn hết nha cô chú chị. Tường nhà thì dán cao lên đến trần luôn hả, nhà mới 100% luôn cô chú anh chị. Và đây là không gian của cái phòng của lầu này lầu 3 ha. Đây phía ngoài ban công phía ngoài nè, chủ nhà cũng gắn sẵn cho mình một cái máy lạnh ha, có cửa sổ lật đẩy và có một cái ban công nhỏ phía bên ngoài. Xin nhắc lại nhà của mình là hướng chính là hướng đông nam nha. Đó, cô chú chị bạn trải tầm nhất tầm mắt mình nhìn ra xung quanh mình nhìn thấy ha, xung quanh rất là thoáng mát nha. Đó, đối diện căn nhà này thì có một căn nhà mình cao hơn luôn ha. Ở đây vị trí chú Hồng đứng ở đây là gần chợ Hòa Bình ha, gần Nhiêu Tâm, khu vực buôn bán vàng đó cô chú anh chị. Và bây giờ chú Hồng sẽ lên trên lầu ha, sẽ lên trên lầu trên cùng nha, cái tầng trên cùng á. Hiện tại thì ở dưới chú Hồng đi dưới trệt lên lửng lầu 1, lầu 2 và bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng thượng nha cô chú anh chị.
Đó, mình đi lên này ha. Đây cái máy che thang ở trên, một cái tầng sân thượng và một cái máy che thang luôn. Đây thì làm cửa sắt nha. Tấm chợt, tấm lầu 1, tấm lửng, tấm lầu 1, lầu 2. Và tấm này là tấm thứ 5 nha cô chú anh chị. Tấm này là tấm thứ 5. À, mái che trên này thì là bằng mái tôn. Ở đây thì chủ nhà chừa sẵn vị trí này nè, để mình làm, nếu mình có làm thêm á thì mình làm thêm được một cái phòng ở trên đây nữa ha. Nhà thì sổ sách hoàn công rồi, chủ nhà rất cẩn thận luôn ha. Đây là ổ điện, ổ cắm, công tắc đồ làm rất ok luôn ha. À đó là khách sạn Đông Kinh nữa cô chú anh chị. Nghe đó là khách sạn Đông Kinh, ở ngoài kia là Gặp Đống Đa, còn bên kia là Windsor Plaza. À còn bên đây là chợ Hòa Bình ha. Đây cái sân thượng trên của nhà mình đây ha. À, nhìn bên kia là chung cư Lotus Diamond Riverside của công ty Phúc Khang. Đó là đại lộ Võ Văn Kiệt. Bên đây là chợ Hòa Bình. Bên đây đường Trần Hưng Đạo ha. Ở trên đây mình sẽ ngắm nhìn được toàn bộ khung cảnh xung quanh của cái khu vực nhà mình nè. À, nhà mình cao hơn căn bên hồng này ha. À, căn đối diện thì ngang nhà mình ha. Đây hẻm phía trước nhà ha. Rồi đây bên hông nè, bên hông bên đây nhà mình cũng cao ha. Căn này căn gốc. Mình đi ra đây là ra tới ngoài đó là đường Bạch Vân. Khách sạn Đông Kinh. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà 93/137 đường Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Nhà mình có kích thước ngang 3m và chiều dài là gần 8m. Nhà có kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng. Có mái che thang ở trên đây. Nhà mình thì có hướng chính là hướng đông nam. Và nhà đúc bê tông cốt thép sổ hồng hoàn công. Chủ nhà đang kêu bán giá là 5.450.000.000. Giá này vẫn còn thương lượng nha. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nếu cô chú anh chị bạn thấy căn nhà này ở quận 5 này ưng ý thì mình hãy đi xem, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng giá. Bởi vì chủ nhà nói là căn nhà này còn thương lượng giá, nên Vũ Hồng sẽ cho cô chú chị bạn gặp trực tiếp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà. À, giá cả thì mình còn trực tiếp thương lượng với chủ nha. Nên cô chú anh chị bạn nào thấy ưng ý thì mình cứ gặp chủ nhà rồi thương lượng giá ha. Còn thương lượng nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn xem hết clip review căn nhà này. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.